Hương Tràm công khai đã xoáy chi bu, cảm thấy nghề ca sĩ bị xúc phạm. Dù không chỉ đích danh ai, nhưng dòng trạng thái được Hương Tràm đăng tải trên trang cá nhân đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng. Mới đây, Hương Tràm gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái có ngụ ý đã xoáy một hot girl vừa lấn sân sang âm nhạc. Mặc dù không nói rõ tên bạn hot girl rất xinh đẹp, rất đáng yêu kia là ai, nhưng nhiều khán giả cho rằng Hương Tràm đang muốn nhắc tới Chi Bu. Bởi tối 10 tháng 10 vừa qua, cụ hot girl đình đám Hà Thành đã ra mắt MV Debut, chính thức lấn sân âm nhạc với vai trò ca sĩ. Tại sao một số các bạn hot girl rất xinh đẹp, rất đáng yêu, mình cũng cực kỳ thích các bạn ấy, cho đến ngày các bạn quyết định cầm mic làm ca sĩ? Tôi nói điều này chắc lại thu về nhiều anti-fan, nhưng tôi vẫn phải nói vì cảm thấy quá bị xúc phạm khi các bạn đưa nghề của chúng tôi ra để cố gắng kiếm tiền, bất chấp cả việc mình không thể hát được. Các bạn ạ, xinh thì trau dồi thêm kiến thức, giàu chứ đừng cố siêu giàu. Cố siêu giàu một là biến chất, hai là trở thành trò cười đấy. Đang hơn quá nhiều cô gái ngoài kia rồi, phải biết bằng lòng với những gì mình đang có, phải biết bằng lòng, phải biết bằng lòng. Phải tự niệm chú nhớ nhé, Hương Tràm viết. Bên cạnh đó, ở phần bình luận, Hương Tràm cũng đính chính thêm. Tràm đang nói đến số đông chứ không nói cá nhân ai cả. Để tương lai không một ai, không bỏ công nghiên cứu hoặc học tập, xin đừng cho ra sản phẩm như thế nữa. Mình đang là người định hướng thời trang, định hướng cái đẹp cho giới trẻ thì không thể định hướng fan của mình nghe nhạc như vậy được. Ở phần bình luận với bạn bè và khán giả, Hương Tràm khẳng định cô đang nói chung và không nói riêng bất kỳ ai. Tuy nhiên, không ít khán giả đặt nghi vấn Hương Tràm đang muốn nói tới Chi Bu. Về phía khán giả, sau khi MV Chào Xuân V-pop của Chi Bu ra mắt, rất nhiều bình luận trên trang YouTube đều không đánh giá cao việc chọn bài và giọng hát mà nữ diễn viên, cụ hot girl Hà Thành thể hiện. Mặc dù đây là sản phẩm âm nhạc có sự kết hợp cùng ekip, producer đến từ Hàn Quốc, thế nhưng tổng thể MV vẫn còn nhiều điều đáng tiếc mà khán giả kỳ vọng Chi Bu sẽ làm được nhiều hơn nữa, từ phần nghe cho đến phần nhìn. Hình ảnh của Chi Bu trong MV Debut lấn sân âm nhạc với vai trò ca sĩ. Hiện tại phía Chi Bu vẫn chưa có bất cứ bình luận gì về việc này. Kim Lý bảnh bao đến mừng sinh nhật mẹ Hồ Ngọc Hà, xóa tan tin đồn rạn nứt. Dường như Hồ Ngọc Hà Kim Lý ngày càng thân thiết và gắn kết, xóa tan mọi tin đồn cãi vã trước đó. Mới đây trên trang cá nhân, Kim Lý đăng tải hình ảnh mình diện đồ bảnh bao cùng dòng trạng thái "Ready for the birthday party", tạm dịch chuẩn bị cho tiệc sinh nhật. Ngay sau đó, nhiều người đã gửi lời chúc mừng đến anh, nhưng anh phản hồi đây không phải là sinh nhật của mình. Tuy nhiên, cũng trên chính những bình luận ở dòng trạng thái Kim Lý đăng tải, cư dân mạng đã tìm được chủ nhân buổi tiệc mà nam diễn viên đến dự. Người đó không ai khác chính là bà Ngọc Hương, mẹ của Hồ Ngọc Hà. Kim Lý tươi trẻ chuẩn bị đi dự tiệc sinh nhật. Nhiều người đã phát hiện ra chủ nhân buổi tiệc mà Kim Lý tham dự chính là mẹ của Hồ Ngọc Hà. Tiếp đó, mẹ của Hồ Ngọc Hà cũng vừa đăng tải những khoảnh khắc đón tuổi mới bên gia đình. Điều đáng nói ở đây chính là việc giọng ca cả một trời thương nhớ bình luận vào dòng trạng thái của mẹ bằng các ảnh dìm hàng của Kim Lý. Đây là một động thái khẳng định mối quan hệ giữa cả hai vẫn tốt đẹp và không hề xích mích như lời đồn. Mẹ Hồ Ngọc Hà chia sẻ ảnh mình đón tuổi mới trên mạng xã hội. Khoảnh khắc Kim Lý bị dìm hàng tại tiệc sinh nhật mẹ Hồ Ngọc Hà. Chính nữ ca sĩ là người đã chia sẻ những hình ảnh hài hước này. Cách đây không lâu, cộng đồng mạng chia sẻ nhau tấm ảnh và đoạn tin nhắn cho rằng Hồ Ngọc Hà đang cãi nhau với Kim Lý, khiến anh phải bỏ xuống xe và tiếp tục di chuyển bằng taxi. Trước những lời đồn đoán này, giọng ca Keep Me In Love khá bức xúc và đăng đàn lên trang cá nhân. Đoạn tin nhắn chưa được xác minh thật hư này nhanh chóng xuất hiện tràn lan qua các diễn đàn. Hồ Ngọc Hà phản hồi tin đồn giận nhau, cô còn chửi những người bị đặt ra câu chuyện này là ngu. Sau đoạn tin nhắn cho rằng cả hai đang giận nhau, thì xuất hiện tấm ảnh Hồ Ngọc Hà đi ăn vui vẻ cùng Kim Lý và bạn bè, xóa tan tin đồn cãi vã. Sự thân thiết giữa Hồ Ngọc Hà và Kim Lý được truyền thông, khán giả ngày càng quan tâm sau khi ra mắt MV Cả Một Trời Thương Nhớ. Hồ Ngọc Hà vướng tin đồn phim giả tình thật với nam diễn viên Kim Lý khi cả hai thể hiện những cảnh khóa môi quá nồng nhiệt. Dù có rất nhiều bằng chứng về mối quan hệ trên mức bình thường của cặp đôi này, nhưng cho đến nay cả hai nhân vật chính vẫn chưa lên tiếng thừa nhận chính xác về mối quan hệ giữa họ là gì với đông đảo người hâm mộ.
phản ứng của Ngọc Trinh Vũ Khắc Tiệp trước tin đồn rạn nứt tình bạn 10 năm. Giữa những thắc mắc của khán giả, Ngọc Trinh Vũ Khắc Tiệp đã chính thức lên tiếng về tin đồn mối quan hệ của cả hai. Thời gian qua, công chúng khá thắc mắc khi không thấy cặp bài trùm Ngọc Trinh Vũ Khắc Tiệp xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện lẫn cuộc sống ngoài đời. Nhiều nghi vấn cho rằng cả hai đang mâu thuẫn nội bộ, không còn mặn nồng như trước. Thậm chí mới đây, nhiều bạn bè khán giả phát hiện Ngọc Trinh Khắc Tiệp đã không còn là bạn bè trên Facebook. Nữ hoàng nội y cũng hủy theo dõi Instagram của Vũ Khắc Tiệp. Chính từ những dấu hiệu này, không ít nghi vấn được đặt ra rằng phải chăng mối duyên tri kỷ Ngọc Trinh Vũ Khắc Tiệp đã đứt đoạn. Giữa những thắc mắc của khán giả, cả Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp đã chính thức lên tiếng về tin đồn xoay quanh mối quan hệ của cả hai. Mỹ Nhân gốc Trà Vinh cho biết, cách đây gần một tháng tôi và anh Tiệp có xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc giận dỗi chúng tôi đã hủy kết bạn với nhau, nhưng cả hai đã chính thức làm hòa được hơn một tuần rồi. Dù chưa kết bạn lại Facebook, nhưng tình cảm anh em chúng tôi vẫn rất bình thường, còn tin đồn cạch mặt nhau là không có. Ngay sau đó, ông bầu Vũ Khắc Tiệp cũng thẳng thắn chia sẻ, tôi chưa bao giờ giận Ngọc Trinh, ngay cả trong ý nghĩ. Với tôi, cô ấy là người sống đạo đức và chu toàn, nên chắc chắn sẽ không ai giận được Trinh. Chỉ có Trinh giận nên tôi phải chịu, nhưng tôi nghĩ chuyện giữa tôi và Trinh không có gì to tát. Chỉ là hiểu lầm chút thôi, có thể trong lúc nóng giận Trinh hủy kết bạn trên Facebook với tôi. Ngọc Trinh là mỹ nhân được ông bầu Vũ Khắc Tiệp lăng xê thành công nhất trong dàn mẫu của công ty. Trong mọi sự kiện, nơi nào có Ngọc Trinh, nơi đó có Vũ Khắc Tiệp và ngược lại. Sẽ là không ngoa khi nói rằng sẽ không có một Ngọc Trinh của ngày hôm nay nếu không có Khắc Tiệp. Trong các chuyến du lịch gần xa, cả hai không ngần ngại ghi lại hình ảnh đồ đôi súng dính vào phố và thường xuyên khoe lên mạng xã hội. Giang Hồng Ngọc khóc nức nở kể về 22 lần chuyển nhà để trốn nợ. Trong chương trình Bữa Trưa Vui Vẻ, cô nhạt nhòa nước mắt nhớ lại biến cố chuyển nhà 22 lần vì bố mẹ nợ nần. Làm khách mời trong Bữa Trưa Vui Vẻ vào trưa 9 tháng 10, Giang Hồng Ngọc khiến các khán giả có mặt tại trường quay xúc động trước câu chuyện về gia đình. Nữ ca sĩ đã nghẹn ngào không nói nên lời khi nhắc lại quá khứ nghèo khổ của mình. Quán quân X Factor là con út trong gia đình có 5 anh chị em. Bố mẹ cô từng là chủ nhiệm tiệm may lớn, có kinh tế khá giả, đủ điều kiện nuôi dạy 5 người con. Tuy nhiên, biến cố xảy ra khi bố mẹ cô vướng vào nợ nần. Cả gia đình phải đổi nhà 22 lần để tránh các chủ nợ. Trong đoạn clip phát sóng chương trình, bố Giang Hồng Ngọc tâm sự rằng con gái út chịu thiệt thòi nhất khi trải qua tuổi thơ thiếu thốn. Bây giờ cô lại trở thành người lao động chính, lo lắng cho cả gia đình. Do đó, mỗi lần đưa con gái đi diễn, dù mệt mỏi vì phải đợi 4-5 tiếng đồng hồ, nhưng ông vẫn chịu được. Mẹ nữ ca sĩ đã xuất hiện trong chương trình và ôm con gái an ủi. Bà nói bà sẽ ở bên cạnh và đồng hành cùng con trong bất cứ chặng đường nào. Nữ ca sĩ còn kể sau 22 lần đổi nhà, gia đình cô sống ở quận 2 và mở một tiệm cà phê nhỏ. Chính tại đây, cô có cơ hội thể hiện năng khiếu ca hát và được một thầy giáo dạy nhạc giúp đỡ. Khi lớn lên, cô bắt đầu đi hát, làm MC đám cưới với giá cát xê 30.000 đồng một buổi. Năm 15 tuổi, sau một trận sốt cao và để lại di chứng, cô phải ngừng hát suốt một năm trời. Vào năm đoạt giải tư cuộc thi tiếng hát truyền hình, anh trai cô lại đột ngột qua đời. Thời điểm đó cô đã suy sụp rất nhiều. Trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, nhưng Giang Hồng Ngọc vẫn mạnh mẽ theo đuổi đam mê nghệ thuật. Cô chia sẻ rằng chính tình yêu thương của bố mẹ đã giúp cô vững vàng hơn để phấn đấu có được thành công như ngày hôm nay. Cũng trong Bữa Trưa Vui Vẻ, Giang Hồng Ngọc thể hiện nhiều ca khúc gắn liền với tên tuổi để tặng khán giả. Hiện tại, ngoài lịch chạy show, cô còn tham gia cuộc thi cặp đôi hoàn hảo Trữ Tình và Bolero 2017. Sau khi kết thúc buổi ghi hình, nữ ca sĩ rạng rỡ chụp hình với mẹ và khán giả. Lấy nhau được 10 tháng, Harry Won Trấn Thành vẫn chưa có tin vui chẳng là gì so với sao nữ này không sinh con vì muốn chết sớm. Thay vì có con để sau này đỡ đần bố mẹ, nhưng Michael lại thú nhận rằng mình sẽ không sinh con và muốn chết sớm, nếu sinh con cô sẽ không còn là chính mình. Sau đám cưới từ tháng 12/2016 đến nay, người hâm mộ vẫn chưa thấy vợ chồng Harry Won Trấn Thành thông báo tin vui. Kết hôn 10 tháng, Harry Won nhiều lần dính nghi án mang bầu, nhưng đều không phải sự thật. Đặc biệt thời gian gần đây, tin đồn Trấn Thành là gay càng khiến nhiều người yêu quý cặp đôi này thêm lo lắng. Dù có lẽ sẽ có con hơi muộn, nhưng gia đình Trấn Thành đối với Harry Won vẫn rất tốt. Thậm chí bố mẹ chồng còn làm hết việc nhà thay cho con dâu.
Vợ chồng Harry Won Trấn Thành mới kết hôn được 10 tháng vẫn chưa có tin vui, thì những sao việc này còn lâu hơn nữa, ví dụ như Thanh Bùi. Thanh Bùi và vợ kết hôn vào năm 2013, và từ sau đó nhạc sĩ cũng cực kỳ kín tiếng về chuyện gia đình. Chỉ khi thấy vợ anh xuất hiện trong một sự kiện vào năm 2016, người ta mới biết bà xã Thanh Bùi đang mang thai. Bà xã Thanh Bùi không chỉ sinh một mà còn sinh đôi hai bé trai kháu khỉnh. Vậy là sau hơn 3 năm chung sống, cả hai mới có hai thiên thần ở bên cạnh. Là một sao nữ cởi mở trong chuyện tình cảm, nhưng với người chồng Tây hiện tại, phải 3 năm Thu Minh mới có con trai đầu lòng. Ảnh cưới hiếm hoi của Thu Minh và chồng Tây lộ ra trong một chương trình truyền hình. Trong lúc Thu Minh mang bầu và sinh con, ông xã người nước ngoài cũng tức trợt và theo dõi vợ hết sức cẩn thận. Đặc biệt nhất phải kể đến Mai Khôi, nữ ca sĩ có vẻ ngoài khá lạ. Kết hôn từ năm 2013 đến nay đã 4 năm, Mai Khôi vẫn chưa từng đổi ý không muốn sinh con của mình. Thay vì có con để sau này đỡ đần bố mẹ, nhưng Mai Khôi lại thú nhận rằng mình sẽ không sinh con và muốn chết sớm. Nếu sinh con, cô sẽ không còn là chính mình. Người chồng Tây của Mai Khôi cũng rất phóng khoáng về chuyện con cái và luôn ủng hộ quyết định của Mai Khôi. Ca sĩ Đan Trường cũng lấy vợ năm 2013 và phải đến năm 2017 thì mới đón con trai đầu lòng. Trước đó Đan Trường và vợ dự tính sinh con vào năm 2015 nhưng không thành công. Tên tuổi đang lên như gặp gió, nhưng ca sĩ Thanh Ngọc lại quyết định dẹp bỏ ánh hào quang để trở thành một người vợ chăm sóc gia đình vào năm 2013. Tuy nhiên đến nay cô vẫn chưa thể sinh con. Thanh Ngọc từng khóc hết nước mắt vì chưa sinh được con cho chồng. May mắn ông xã Thanh Ngọc không hề gò ép cô phải sinh con mà rất yêu thương nữ ca sĩ.